Công cuộc phục hồi sau dịch bệnh chỉ vừa mới tái khởi động thì COVID-19 đã quay trở lại, làm gia tăng gánh nặng lên các doanh nghiệp Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có đặc thù sử dụng nhiều lao động, xuất khẩu là chủ lực và phục vụ nguồn cung sẽ gặp nhiều khó khăn nếu đại dịch lần này diễn biến phức tạp và kéo dài. Khảo sát nhanh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, tác động của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh là rất nghiêm trọng. Gần 85% doanh nghiệp cho biết dịch bệnh đã khiến thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, gần 60% bị thiếu vốn và đứt dòng tiền kinh doanh, 40% cho biết thiếu nguyên liệu và 43% phải thu hẹp quy mô lao động do thiếu việc làm. Đường thế giới là chưa được khôi phục lại, nên cái đầu ra của doanh nghiệp hết sức khó khăn. Và khi không tiêu thụ được hàng hóa thì có nghĩa là doanh nghiệp sẽ thiếu khả năng thanh khoản và doanh nghiệp sẽ không có điều kiện để duy trì được việc làm của người lao động. Nếu mà dịch bệnh mà kéo dài trong vòng độ 3 tháng nữa thì có thể rất nhiều những doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngừng hoạt động, giảm hoạt động, thậm chí phá sản. Theo các chuyên gia, để trụ vững và phát triển sau dịch bệnh COVID-19, ngay từ giai đoạn tái khởi động này, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư sản phẩm phù hợp, mạnh dạn khai thác, chiếm lĩnh thị trường nội địa. Đây sẽ là bàn đạp để doanh nghiệp vươn ra thị trường thế giới khi quay trở lại trạng thái bình thường.